thống chính trị đã có cái quy định là cấm sử dụng rượu bia trong quá trình. Không, bây giờ cháu hỏi chú chứ hỏi ngược lại. Dạ. Không, mà trong đơn vị chú thì cán bộ nhậu được công thương, không phải là chú mình chú nhậu, chú không phải nhớ điều đó. Dạ. Bây giờ nếu mà cậu anh chị đi ra pháp lý đó thì chú sẽ trả lời bọn anh chị là trong bọn anh chị ai không nhậu. Dạ. Không, không, chú, chú, không, trước khi chú đăng chú lên đây chú tự dạ. Hỏi chú thẳng ngược lại. Vâng, nếu vâng. Mà nếu mà chú hỏi vậy thì cá nhân cháu sẽ trả lời là cháu có nhậu. Ok, không? Cháu đồng ý là khi nhậu đừng tham gia giao thông. Vâng, thế, đó, dạ, đó là đấy, đấy quan trọng là cái điều mà đó. Thì chú vậy, vì ở đây là ở mình là một công nhân nghèo, rất nghèo. Yeah. Di chuyển trên giao thông là cái gì? Xe hai bánh là cái gì bình thường. Bởi vì mình phải là một giới chức của một chính phủ phải có đưa xe đón thì chú đâu có gì vi phạm. À, thế chú đi lại, chú đi công đi, đi công tác chứ đâu vi phạm. Chỉ có cái tài xế lái, có lái xe lái chứ đâu có gì vi phạm. Có nhưng tại vì đây là chú, công chuyện của chú làm thì đi làm xong là về, công chuyện chú qua chủ đạm bản thân chú làm đúng tuyến chứ làm thứ, nhưng mà chú hỏi người ta là bé ơi cho chú hỏi là qua chủ đạm đâu, chú chỉ biết chủ đạm đâu, bản thân chú là người thành phố Hồ Chí Minh chứ còn chưa biết. Thì tại sao mà nói chuyện nó chưa hỏi chứ thành sự phạt chứ chú không có trả lời nhiều. Con có quyền hỏi chú, yeah. Chú có quyền trả lời. Yeah. Không, còn nói ai không rượu bia thì chú không đồng ý. Nhưng mà rượu bia đừng vi phạm đồng, luật không? Vậy chú cho con hỏi là cái quan điểm của chú, cái việc mà sau khi nhậu, tức là quyền nhậu với cá nhân, không ai quá ai ngăn cấm, nhưng mà khi mà nhậu mà đã tham gia giao thông thì sao? Lạm dụng việc bia rượu. Nhưng mà nhậu tham gia giao thông thì chú thấy thế nào? Thì chú vừa nói với cháu rồi, nghĩa là mình có quyền, coi như là mình không ai bắt mình nhậu cấm vào, nhưng mà nhậu xong để ăn nhậu hay rượu bia mình lên ý thức thì là không, còn chú không ý thức chứ biện pháp. Nhưng mà chú cũng đã có, theo con nghĩ thì chú cũng đã có suy nghĩ là có ý thức ấy, nhưng mà không ai quản lý được ý thức mình. Tại sao nếu chú mà không chọn cái phương ông tiện trời không chọn cái ý thức ông trời thì sao người dân bình thường phải thích được? Yeah. Con phải nhớ điều đó là anh nhậu có là ý kiến của ông trời, chứ không phải là bây giờ con đi về con nhậu thì bình thường thôi. Yeah. Không, nhưng mà cái quan nhậu là khi nhậu thì con không nghĩ con tham gia giao thông, nhưng mà trong dịp nhậu khi con nhậu xong rồi bạn bè hay là gia đình nó có chuyện phải về, mà về thì thằng không nói là nó có luật về chính phủ thì chú phải chấp nhận thôi. Yeah. Chứ chú không cãi thì chú không cãi, nghĩa là trong cái khi mà giờ thấy chú nhậu mới có bạn 6 giờ coi như đồng hồ, giờ là 9 giờ rưỡi. Yeah. Làm ngoài chợ được khoảng 1 tiếng đồng hồ rưỡi, đúng không? Là 7 giờ mấy rồi về tắm rửa ra thì trong tiệc chào chú đi về thì gia đình gọi hay là bà con gọi chứ giờ chứ chưa đâu, bà thấy chú là sao có tiền mà đi sắm xe hay đi xe cao cấp bên xe của chú, mà chú chấp nhận đi cái chuyện này chú đi phạm luật, mà chú phạm luật và chú điều hiến pháp luật và chú chấp nhận không phạt, chứ không có mua chuộc ai mà không trả bây giờ, vì chú là người chính phủ mà chú biết như luật là chủ giao pháp hiến pháp có được biết. Con nhớ là khi con phỏng vấn chú không phải nói như chú nói nha, không được cách chú các bạn mà phải tin nha. Đấy, chú cứ yên tâm, con đang lắng nghe cái thông tin của chú. Nghĩa là khi nhậu người ta đó có vì được trong người nghĩa là chấp nhận cái hình bất phạt phạt để mà cũng như là nêu đó quan điểm của chính phủ rằng chính phủ làm không sai, mình làm sai thì chấp nhận bất phạt, nhưng mà đừng có ép những người ta không bị cái quan điểm của đó là mà đưa một cái hình thức mà nhậu để là cái quan điểm mà như là chống đối hay là cấm nhậu là không gì có cả, một chính sách không gì có nhậu. Nhưng mà tuân thủ pháp luật nó vẫn là phải là thượng tôn như chú. Pháp luật là người ta phải tuân thủ, nhưng mà cấm là không gì có. Thế hiện nay luật đã có rõ ràng rồi. Bây giờ chú hỏi lại con. Dạ. Có thằng chính phủ là không nhậu. Có nhà hỏi chú đi chuyện đó. Ngày mai bây giờ chú phải đi luôn tại chỗ. Chú nhậu. Thế người chú nhậu, nhưng mà chú dẫn con vô chính phủ nhậu. Nó đi xe hơi lắm vậy. Chú đâu có xe hơi chú vậy. Chú mong rằng những bộ đức muốn thức video này. Yeah. Anh quay chú bắt chính phủ cấm nhậu, đó mới là cái điều hay. Người quý luật cấm nhậu thì chú sẽ nói chuyện với cái chính phủ, vì chú là người chính phủ mà. Chú người chính phủ cụ thể là cơ quan nào ạ? Không, bất cứ không có quyền hỏi chú việc này. Không thì con có quyền hỏi và chú có quyền trả lời. Không tại vì chú xưng là chính phủ. Nếu thích chú mà không tại cơ quan chú không được hỏi chú ở đây. Không con quyền, có quyền hỏi và chú có quyền trả lời. Không, chú không trả lời con. Tại vì chú xưng là người chính phủ. Con không có quyền để hỏi chú đang làm gì xuống sao. Không,
nếu mà chú đã xưng quyền chính phủ, con nghi chú không phải. Đây là chú con nghe. Dạ. Ăn nhậu, con về Bắc, chú về Bắc, chú ra Bắc, thằng nào cũng nhậu, không có thằng nào mà không nhậu. Dạ. Mà nhậu phải biết pháp quyền, tư cái pháp quyền, tôn trọng hiến pháp luật. Tóm lại là chú chấp nhận với cái xử phạt đó đúng không? Dạ, chú họ và tên. Vâng, chú họ và tên là gì ạ? Không, không, chú không biết. Không biết được. Con hỏi chú không có, không có quyền hỏi chú không có cái gì. Chứng minh cho chú có, bằng lái chú có, cái gì cũng có. Chỉ có cá làm con đừng nên hỏi chú. Vì bản thân con chưa phải là đất thân nhân ngang với chú. Con đừng bao giờ hỏi chú nha. Cuối cùng không, tại vì chú xưng là người của thân của sẽ bay gặp chú. Nếu con sắp lời sao gặp chú, đi hay không, đúng không vậy? Chú xưng là người chính phủ. Không, con thấy không? Camera giám sát. Ở đây là đơn vị đang cấp cho con camera này, giám sát trực tiếp này bao nhiêu camera giám sát chú này? Không, camera này, cái này là chung đi. Con kinh ghi là sao? Chú kinh. Camera sao chú tính? Camera của đơn vị chuyên ngành. Ở đây có đang thể hiện là lỗi vi phạm của chú. Không, bây giờ, không, trời ơi, bên tổng cục xứ Anh là ông ký, xe sắp 7 ký chứ chú là không vàng. Bây giờ, con đeo cầm ra đây nè chú, để chú khỏi cái lồng chứ mấy thằng này nó đây giờ đi nó sửa sai chú hoài. Còn bây giờ vấn đề đây thì con đang thấy chú có đồng đồng bọn, có một số đồng đồng bọn luôn, chú đồng ý chú có cầm ra con đây, con không phải đeo, con đeo không phải đeo, có đây rồi mà chú không có chung thì cái cầm ra liên quan đến vấn đề đi đó, không chỉ là biết rồi cầm ra cái xe của cái cầm ra đâu để sao phải đeo là sao chỉ phải rồi đấy chớ chứ bây giờ cứ của cái gì không bây giờ cái là cái gì cho mà tin nó mới là anh chọn anh cướp à. Con chú không được con, cho tôi nói vậy. Nghĩ là chú muốn con đi tác nghiệp, có phải có. Bây giờ mình để tác nghiệp, ở đây là camera của con, cái này là của con. Cái này có đây, chú không tin. Không tin bây giờ con đeo ở trên ngực. Chú không? Để con đeo ở đây, con đeo chú. Không tin. Chú không tin, bây giờ đang ngày đi bán, con đang đồng lúc đi bán đi chú nè. Dạ con. Ủa? Vì bộ công an nói với chú rằng đeo camera để mình nhắc cái vấn đề xử cái nạn, xử lý vấn đề đó không? Con không đeo, chú không nghĩ gì đâu. Rồi là chú không nghĩ, con không đeo camera đúng không? Đúng. Rồi bây giờ con đeo đây, vì là chú không nghĩ, cảnh sát không có mang camera, tôi không đồng ý. Chú không nghĩ, con lập tình bắt con ký à? Ở đây có ý kiến là chú không nói lại người bình thường. Chú nói con nghe, bất cứ cái gì, con khi con làm về một pháp luật. Em đi ra đứng trả cho người ta điện tỏ đem máy xe này chứ không chấp đấy. Ở đây là có ý kiến người vi phạm lý do sao không có vi phạm. Chú biết là tại vì cảnh sát không đeo camera không ký. Đúng rồi. Nếu không lấy chú không ký, chú thấy à? Không đeo camera chú không ký. Rồi. Chú không ký rồi chú đi cho. Không đeo camera chú đi nói được rồi bây giờ chú ghi đó xong rồi đúng không? Rồi bây giờ con hỏi chú này cái lỗi con kia con thấy ở đây là đúng của chú này thì chú ghi là đo cồn là đúng thì chú ghi ở đây là đúng, con đo cồn chú là đúng không? Đúng đúng thì chú ghi ở đây là đo cồn là đúng. Con đó thì chú con lại con đeo kinh ngành chú đồng ý. Bây giờ chú để chú đúng. Sao cái ý kiến của chú con cho là sao chú ý kiến mà vấn đề đúng hay không mà chú không thể hiện? Chú là chú là cái thằng chú ở đây chú thắc mắc là cái thằng không đeo camera con cho đúng. Chú ghi ở đây không đeo camera con bây giờ con hỏi là chú là con đo còn chú phải là đúng con, hay là sai? Bây giờ con đi làm theo mắt. Con đang hỏi chú có đo còn đúng hay sai? Con đi làm theo B số các bạn, E số các bạn, đây là con đi làm theo là số 8 không tám thì không tám. Giờ chú hỏi rằng ông thích ông nói có vấn đề, chú hỏi vấn đề đó có liên quan, cái vấn đề đó không liên quan ở đây. Mà chú ở đây đứng không an? Con làm việc không chú đeo là con sai luôn. Bây giờ chú qua đứng đây đứng, chú không yêu cầu, chú nói sai, chú nói đúng, con nói đúng. Thì vậy thì chú ghi vô là chú đúng, đo con chú là không phải xấu. Còn bây giờ chú phải xét lại bằng cái cầm chè. Thì con sẽ đưa cho chú một bản bản đi về. Đến bản này bây giờ nó thằng cướp. Bây giờ con giữ xe chú mà thì con không thấy bản là không sao? Không có. Bây giờ chú có lại cướp ra, anh giữ xe. Bây giờ chú không thấy không? Bây giờ chú ở đâu sao? Bây giờ chú không ký tiếp đúng không? Dạ, chúng ta sẽ là cảnh sát. Dạ, xong rồi đúng không? Chú nói là cảnh sát con không đem camera. Thì đó, con cho chú ghi rồi. Bây giờ chú không đồng ý ghi tiếp đâu, không ký thì bản đó đúng không? Không phải, đừng ép được chú. Cái vấn đề camera con trả lời chú là con không cần phải đem camera, và con đã có một trận camera đây rồi. Người ta không để ý chú để rồi rồi xong rồi chú đi ok chú. Rồi bây giờ con tặng chiếc xe chú lại, con không phải giao lưu lệnh đúng không? Không phải đâu được. Ủa bây giờ con giao chú xe được cái bản đi chú ký, chú đồng ý là bằng vấn đề là con to còn nãy là có hay không? Ủa chứ bây giờ con muốn giữ xe chú không có tặng chứ không đồng ý là. Rồi rồi. Vậy hồi nãy giờ là chú cả mấy thằng này là con bắt con biết chưa?
dưới đây tại vì đó tất nhiên là ở dưới đây rồi tại sao bắt tất nhiên luôn nói đâu đi. Có quyền hỏi chú, không. Có chú có quyền trả lời. Mày chỉ là cái video này cầm lấy luôn. Chú có quyền trả lời. Không, sai rồi. Sai chắc rồi. Mày chú trả lời. Chú trả lời hay không là quyền không, của chú. Không phải trả lời. Vì ta hỏi quyền bố mày làm cái gì? Mày có trả lời không? Chú, mày không? Chú đang không. Chú đang rất mất bình tĩnh. Mày không không phải mất bình. Mày hả? Hình như hơi sâu không kịp rồi. Chú tao. Rồi chú bình tĩnh, chú bình tĩnh. Chú bình tĩnh, chú bình tĩnh. Chú bình tĩnh. Bây giờ cứ quay con. Quay cho hết ca. Đức phim cho đủ nha. Chú bây giờ không bình tĩnh. Con hỏi sâu quá này chú. Ok, bây giờ chú bình tĩnh. Chú không quyền hỏi. Bây giờ chú bình tĩnh. Những cái câu con hỏi chú không trả lời. Chú là tù tội mà hả lắm đúng. Chú không trả lời cũng được. Không, con chú đã chở nó. Chú không chở với con. Tư pháp của chú chỉ có những người chú bị tội án. Bị cộng đồng. Con đồng ý. Cho con mới nói chú có quyền trả lời mà, hay là không? Không, chú không trả lời mày. Thôi, chú mày muốn gì mà sân bay gặp chú? Chú bình tĩnh lại. Chú con mày vô nhà đi đâu hết nhà? Ở mất chuyện chú. Con không phải đi đâu hết. Chú làm gì? Quay là quay hết, đăng cho hết nha, không có đăng chụp bài. Dạ, chú bình tĩnh. Nha, ok. Dạ, chú bình tĩnh, chú bình tĩnh. Có bây giờ chú hỏi là con không quay không lắm. Dạ, chứ mấy bạn. Chú bình tĩnh. Không, chú anh sao lại. Sợ chú còn tỉnh táo để về nhà không? Dạ. Chú là chú nó có nghe là chú đi làm về chú qua thằng tạp bên có sao cào cái lộn đường cái tôi hỏi chứ đúng mà chú qua thằng ở nhà chú qua kia nó chú gần đâu có lên đây đâu thì sau lần này thì chú có rút ra kinh nghiệm thì uống bia là phải đi Grab về đúng chú đồng ý mà chứ đâu có nói gì đâu chứ đồng ý là chú phải học pháp luật vi phạm về vấn đề luật an toàn chứ đâu có sai đâu chứ đồng ý mà nhưng mà đừng bao giờ hỏi chú chi biết có mình trả lời của chú mà đồng ý chỗ nào đâu phải tôi coi là phóng viên nhà báo hay là gì tôi báo chứ không hỏi ai hỏi chú nào mà chỉ trả lời với tôi không chú dạ. Dạ chú nhưng mà thường chú nhậu chú hay đi xe máy về không không có tùy đi làm cơ quan xe hơi và đi xe máy chứ dạ. Anh chỉ cho biết mẹ sao anh đúng chứng như là phi này là có người đại gì pháp nhân là hoàng chú ký. Chú thấy cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn như vậy thì chú có đồng tình với cái chú đồng ý, vấn chú đề này chú rất là đồng ý chú là thông cảm cảnh sát giao thông để ta làm việc quá trách nhiệm ta luôn chứ đâu thường giao thông đâu chứ đâu có nói đâu.